Ok, cô mời mấy bạn bật cam lên ha. Rồi, hôm trước mình đã học tới bài nào rồi mấy bạn? Nhớ không nè? Hôm trước mình học tới unit mấy nè mấy bạn? Quên. Unit Unit 3, lesson. One. Ok, lesson 1. Rồi, ok. Mấy bạn, bài tập về nhà của mấy bạn là gì? Bài tập về nhà của mấy bạn là gì nè? Cô yêu cầu làm gì? Viết cái từ đó lợp cho cô. Ok, rồi vậy mấy bạn biết chưa? Em biết rồi. Rồi, bạn Vi với bạn Trần Cao Thiện Nhân biết chưa nè? Hai bạn biết chưa vậy ta? Ngọc Vi. Chưa đúng không? Im lặng nghĩa là chưa đúng không? Rồi, ok. Hôm nay bạn với bạn Cao Thiện Nhân về viết cho cô ha. Bạn Phi với bạn Cao Thiện Nhân về viết cho cô nha. Không có quên nữa ha. Viết những cái từ vựng mình học cái đợt trước ha. Cái hôm bữa trước đó. Mỗi từ mình viết cho cô 3 lần từ tiếng Anh được chưa? Và một lần từ tiếng Việt. Rồi hôm nay mấy bạn nhìn trên bài này cho cô, mình sẽ ôn lại một số từ vựng cũ ha. Rồi bạn Cao Thiện Nhân nè. Mời Cao Thiện Nhân đọc lại cho cô những từ vựng này. Bạn Cao Thiện Nhân. Yes, teacher. Dinosaur. Museum. Skeleton. Siri. Scream. Ra. Alien. Die. Mấy bạn đợi cô xíu nha. Cô có điện thoại. Rồi, bạn Thiện Nhân đọc lại cho cô những cái từ này ha. Đầu tiên là skeleton. Ok Rồi, tiếp. Mình có từ gì? Scream. Kim Alive. Apply Dead. Die No, dead. Dead Ok. Từ này. Ngon đồ Rồi, từ này. Museum. Ok. Rồi, cô mời bạn Thảo Quỳnh đọc lại nào. Thảo Quỳnh, đọc lại Thảo Quỳnh. Museum. Motor. Skeleton. Sky. Series. Round. Ellie. Dead. Robot. Ok. Đọc lại cho cô nha. Skeleton.
Skeleton. Alive. Alive. Ok. Rồi, mời bạn Phi. Yes, teacher. Dinosaur. Museum. Model. Skeleton. Scary. Grim. Raw. Alive. Deep. Robot. Rồi, từ này mình đọc là alive. Alive. Dead. Dead. Ok. Rồi, mình về nhà có đọc lại bài này không? Mình đọc lại cho cô cái bài này nữa ha. Đọc lại cho cô bài này nha. Cô mời bạn Cao Thiện Nhân nè. Thiện Nhân đọc cho cô bức tranh 1 nha. Yes, teacher. We didn't go to school today. We went to the dinosaur museum. It was brilliant fun. Look, I found this dinosaur mall. All right, what did you do there? Rồi, từ này mình đọc là bought. I bought. I bought. Ok. Rồi, cô mời bạn Quỳnh nè. Victor 2. We watched the star, skeleton, and bones, and we learned all about how the dinosaur dinosaur lives. Now that sounds really exciting. Wow, chú phải nào nha con. Wow. Wow. That sounds really. Này là mình đọc là really. That sounds really exciting. Exciting. Okay, mời bạn Quy đọc Peter 3. Yes, teacher. But then something scary happened. Yes, and we all screamed. Why? What happened? Okay. Rồi, cái từ này là scream đúng không? Mình thêm ed ha, có nghĩa là sao? Quá khứ. Được chưa? Chúng tôi đã la thét lên. Rồi. Cô lưu ý cho mấy bạn ha, chữ ED mình không đọc là, mình chỉ đọc it khi mà tận cùng là chữ chữ T với chữ D thôi. Chữ dream này mấy bạn đọc là stream bình thường cho cô ha. Streamed, not remit nha. Vi đọc lại nha. Streamed. Ok, rồi, Peter 4, còn một bạn, một hình nữa, bạn nào đọc đây? Bạn nào xung phong, một bạn nào muốn đọc đây? Giơ tay lên. Raise your hand. Bạn nào đọc? Vậy cô gọi nha, cô gọi bạn Quỳnh. Cái chữ đầu tiên không biết đọc, để sách đâu mất tiêu. Suddenly, one of the dinosaur growling, really loudly, I thought it was a leaf, and I said really, yes. But it's what her. Đọc lại nào. Yes, it's what gì? Đọc lại cho cô từ cuối cùng nè. Using the control.
Đọc lại ha. Using the control. Using the control. Rồi, ok. Rồi, ok. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cho cô là lesson 2, grammar. Rồi, lesson 2. Hôm trước thì cô đã cho mấy bạn những cái từ vựng rồi đúng không? Từ vựng thì quá khứ rồi ha. Để cô xem nào. Rồi, ok. Vậy mấy bạn nhớ lại từ vựng cũ không ha? Hôm trước cô cho mình là những từ vựng này là như thế nào? Nhắc lại cho cô ha. Nhắc lại cho cô những từ này có nghĩa là gì? Đọc lại cho cô ha. Bite, boat. Rồi, cái nghĩa nó là gì ha? Mấy bạn đọc ra cho cô. Rồi, cô mời bạn Vi trước đi ha. Vi, 5 từ đầu tiên nè. À, Vi, 3 từ, 4 từ đầu tiên ha. Yes, teacher. Buy, boat. Là mua. Eat, eat. Làm. Go, went. Là đi. Here. Have. Her. Found. Nghĩa là gì? Là nghe đúng không? Ok. Rồi từ này mình đọc lại với cô ha. Mình đọc là boat chứ không phải là boat nha. Boat. Boat. Ok, từ này mình đọc là eight. Eight. Eat eight. Ok, thank you. Cô mời bạn tiếp theo, mời bạn Nhân. Nhân đọc cô 4 từ tiếp theo ha. Yes, teacher. Learn. Learn. Mẹ. Mày. Không, say. Nghĩa là gì? Learn nghĩa là gì? Mình hỏi nó nghĩa ra nữa. Học. Rồi. Mẹ. Mày. Làm. Say. Cho. Nhìn. Think. Thao. Suy nghĩ. Where, what, mặt, why, what, viết. Rồi, mình đọc là wrote nha. Write, wrote. Write, wrote. Rồi, từ này learned. 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 Ok. Rồi, bạn Thiện Nhân cần lưu ý cho cô những cái từ cuối cùng ha. Những cái từ phát âm đuôi như là have bought, learned, taught, wrote. Mấy bạn phải nói cho cô âm after phía cuối ha. Rồi, đây cô giới thiệu mấy bạn đây là thì gì? Các động từ bất quy tắc của thì quá khứ, được chưa? Khi nói về thì quá khứ là mình có từ gì? Là những gì, những sự việc, sự kiện đã diễn ra trong quá khứ và khi mình kể lại thì những cái động từ này là thì hiện tại nè ha. À, động từ này mình dùng ở thì hiện tại nhưng mà mình khi mình nói về thì quá khứ á thì mình có sao? Có hai cái nguyên tắc ha. Thứ nhất là các động từ thường. Ha, động từ thì hiện tại mình thêm ed cho cô. Mình thêm ed thì nó sẽ ra là thì quá khứ nhưng có một số từ chúng ta không được thêm ed mà nó sẽ có những cái từ riêng của nó. À, những từ riêng của nó là những cái từ bất quy tắc ha, mình phải học thuộc. À, mình phải nhớ trong đầu luôn ha. Là khi mình nói về chữ mua ở trong thì quá khứ là mình nghĩ ngay tới cho cô chữ bought, được chưa? Rồi. Ok, có những từ ví dụ như là từ visit. Ví dụ nha, từ visit là từ thăm viếng đúng không? Từ visit có nghĩa là thăm viếng. À, mình thêm ed nghĩa là visited, được chưa? À, mình là những cái động từ có quy tắc là mình chỉ cần thêm ed vào, được chưa?
Rồi bây giờ đọc cho cô cái ví dụ ha. Cái ví dụ mình có hai cái ví dụ bên bên trái. Cô mời bạn Thảo Quỳnh đọc hai ví dụ bên trái cho cô nè. We went to the dinosaur museum. We didn't go to school. We didn't go to school. We didn't go to school. Okay. Rồi, bạn ở trên thì có nghĩa là như thế nào? Chúng ta đi đến bảo tàng bảo tàng lòng, đúng rồi. Thì chữ chữ quen này mấy bạn có là sao? Động từ gì? Có quy tắc hay là bất quy tắc? Bất quy tắc. Rồi, đúng rồi. Ok. Go thì thành đổi thành went. Rồi. We didn't go có nghĩa là sao? Chúng tôi không đi tới trường học. À đúng rồi, chúng tôi không đi đến trường. Thì cho nói cho thì chữ didn't này là sao? Did not ha. Chữ didn't này là viết tắt của từ did not thế mấy bạn. Đây. Did not bằng với didn't. Được chưa? Rồi, cái từ này thì lúc nào cũng cộng cho cô V1, động từ ở thời hiện tại. Giờ cô sẽ ký hiệu những cái chữ này là V1, là những cái chữ nguyên mẫu ha. Những chữ y nguyên, mình giữ y nguyên đó, mình không thay đổi gì hết. Đó là động từ V1 hoặc ha. Rồi, ok. Tương tự, con cái ví dụ này cũng như vậy. Cô mời bạn Vi đọc ví dụ nè. Yes, teacher. I saw dinosaurs. I didn't see fish. À, ok. Rồi, tương tự ha. Saw nghĩa là động từ có quy tắc hay là bất quy tắc vậy, Vi? Yes, teacher, là bất quy tắc. Rồi, bất quy tắc nha. Rồi, didn't see nghĩa là có nghĩa là phủ định đúng không? Câu này có nghĩa là như nào? Chúng tôi đã không nhìn thấy con cá, được chưa? Thì sao? Chúng tôi đã không nhìn ha. Rồi, ok. Ok. Rồi, bây giờ mấy bạn, nhiệm vụ mấy bạn về phải học thuộc cho cô đọc cái bảng này nha. Cái bảng này nè. Đọc từ bất quy tắc ha. Rồi, mình qua làm bài tập cho cô luôn nha. Rồi, câu số 3 mình có gì đây? We went, à người ta làm mẫu cho mình, we went to the science museum together. Rồi, cái bài này mình cũng có một số từ vựng ha. Rồi, bài này người ta yêu cầu mình sao? Người ta sẽ để cho mình một cái từ là từ nguyên mẫu là từ go ha. Nhiệm vụ của mình sẽ đổi hình thì quá khứ là từ when ha. Rồi, not by thì mình yêu cầu của bài này là sao? Đổi những cái động từ này thành những cái gì? Động từ hiện tại thành câu quá khứ ha, được chưa? Rồi, science có nghĩa là khoa học. Các bạn ghi vô vở cho cô đi. À, ok. Cô sẽ cho mấy bạn nhìn chép bài luôn nha, chép từ vựng hôm nay luôn ha. Từ science nào cô? Đợi xíu nè. Rồi ghi lấy vở ra mình ghi từ vựng ha. Unit 3 đúng không? Lesson 2. Rồi vocabulary mình có từ gì đây? Nghĩa là khoa học nhé, danh từ khoa học.
Like có nghĩa là gì mấy bạn? Like có nghĩa là gì? Rồi xong chưa? Xong chưa mấy bạn? Đầu quần tay cho cô. Rồi viết tiếp nha. Rồi mấy bạn cho cô hỏi tí Basketball nghĩa là game gì? Trò chơi gì? Basketball. Hả? Bóng rổ. Ok. Khóc, mình có từ khóc là như nào? Khóc là gì? Khóc mình có từ như nào? Mình học chưa? Cry. Ừ, đúng rồi. Gì cơ em không biết. Cry mình học rồi. Học rồi chứ Thảo Quỳnh. Từ nào cô gõ thử đi. Đây từ này học chưa? Nhìn nè. Từ đó hả? Học rồi. Ừ học rồi mà nãy hỏi không biết. Tiếp nha, nó một ly. Đi cho cô từ này. Đây là trạng từ. Cuốn sách bài tập em để đâu mất. Sách viết để đâu mất tiêu rồi. Học mà không có để sách đúng nơi quy định. Còn khoe với cô nữa hả? Thì giờ lấy sách khác viết nè.
Hồi sáng em đem vô cất, cất xong giờ không biết đâu hết. Thể thao mình có từ gì? Thể thao mình có từ gì? Sport. Rồi, mấy bạn chép xong chưa? Em xong rồi. Ok, vậy mình đọc bài ha, để cô xem còn từ vựng nào khác không. Ghi luôn. Ok, hết rồi ha. Rồi, mình đọc bài. Rồi, mình đọc ha. Đầu tiên, number one, mình có từ science. Science nghĩa là khoa học, được chưa? Các nhà khoa học là sao? Mình có các nhà khoa học là scientist. Ghi luôn ha. Ghi luôn cho cô cái cụm này nha. Khoa học là science. Khoa học là science. Nhà khoa học là... Đây. Scientist. Ghi thêm cho cô ha. Rồi. Science. Scientist. Inside. Có nghĩa là bên trong. Inside. Bên trong. Được chưa? Postcard. Ha, postcard. Ha, đọc là postcard thế ha. Postcard nghĩa là bưu thiếp. Bưu thiếp, postcard. Rồi, bưu thiếp. Life, cuộc sống. Hoặc là cuộc đời, được chưa? Life, life, life. Rồi, number 5,000. Nghĩa là nghìn. Thousand, nghĩa là nghìn ha. Ví dụ, cô nói 1,000. Ha, cô nói one. Hoặc là 1,000 có nghĩa là 1,000. Được chưa? 1,000, ví dụ 1,000 gì? 1,000 năm, 1,000 years, ha, hoặc là 1,000 con mèo, 1,000 cat, ha, 1,000 con chó, 1,000 dogs, được chưa? Có là nghìn, trăm nghìn đó, chỉ con số ha. Rồi ví dụ cô nói đây là 2,000, có nghĩa là 2,000, ha. Cô nói 3,000. Nghĩa là 3,000, được chưa? Ok, lần lượt là 10,000, rồi gì? 9,000, 100,000, 100,000, được chưa? Rồi,
tiếp, most, gần như, hầu như. Được chưa? Hầu như, gần như có nghĩa là sao? Giống như là trong một cái lớp học, hầu như là bạn gái nhiều hơn bạn trai. Được chưa? Là hầu như, gần như chỉ sao ước lượng ha. Hầu như là sao? Chỉ cái mức độ. Mức độ hầu như là bạn gái nhiều hơn bạn trai. Hầu như là ở cái trường này cây cây xanh rất là nhiều. Hầu như, gần như. À, được chưa? Rồi, wooden có nghĩa là gỗ. Wooden. Ha, wooden nghĩa là gỗ. Trouser. Trouser, number 8. Trouser có nghĩa là quần tây. Trouser. Rồi, tunic nghĩa là áo trùm hông. Mấy bạn biết áo tunic không? Áo trùm hông. Đây, áo tunic là áo này ha. Tunic. Áo tunic là áo này nè mấy bạn. À, áo tunic là áo áo như này. Đây. Rồi, mấy bạn nhìn lên hình nè. Áo tunic nè. Được chưa? À, áo trùm hông ha. Áo nó giống như là nó dài tới gối luôn ha. Trùm luôn cả cái hông ha. Và cái mông của mình. Đây, người ta có mặc quần không cô? Có chứ con. Tất nhiên là mặc rồi, nó trùm nhưng mà vẫn mặc quần đây. Thấy mặc quần không? Thấy anh mặc quần không? Cái chú này mặc quần không? Rồi. Ok. Ngày xưa thì đây là cái trang phục cổ. Cái trang phục ngày xưa, trang phục cổ của người nước ngoài ở bên châu Âu. Rồi trở lại tiếp, mình có gì? Dress là đầm váy ha. Dress nghĩa là đầm. Váy là khác nha. Đầm là sao? Đầm là nó kết nối luôn, nó vừa cái áo vừa cái váy kết lại thành cái đầm. Còn cái váy là sao? Chỉ cái váy riêng thôi, không được chưa? Nó không có cái áo ở trên. Tiếp theo, normally. Normally có nghĩa là sao? Một cách bình thường. Rồi, I go to school normally. Nghe tôi đi học một cách bình thường ha. Rồi, normally, trạng từ nha. Cô để IDV có nghĩa là trạng từ. Rồi, sport nghĩa là thể thao. Được chưa? Chess là cờ vua, ghi cô danh từ. Rồi, vua chess. Chess là cờ vua. Chess còn có nghĩa là cái ngực nữa hả mấy bạn? Cái ngực, cái ngực của người đàn ông. Chưa? Chess. Tiếp, have a shower hoặc là take a shower có nghĩa là đi tắm ha. Have, cô để sạc ở đây có nghĩa là sao? Cái chữ sạc này có nghĩa là gì? Hoặc ha, hoặc nha. Chữ sạc này có nghĩa là hoặc, là mình dùng một trong hai cái từ này, have hoặc là take. Have a shower hoặc là take a shower có nghĩa là đi tắm. Ok. Rồi hair, hair nghĩa là tóc. Rồi cô đọc lại từ lần nữa ha. Number one, science. Mấy bạn lắng nghe nha. Xíu cô gọi lặp lại ha. Science. 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 Inside. Inside. Postcard. Postcard. Life. Life. Thousand. Thousand. Malt. Malt. Wooden. Wooden. Trouser. Trouser, tunic, tunic, dress, dress, normally, normally. Mấy bạn có thể đọc bên mấy bạn ha mà không cần bật mic nha. Normally, normally. Sport, sport, thể thao, sport. Straight, cờ vua, straight, cờ vua. Have a shower. Have a shower. Take a shower. Take a shower. Hair. Hair. Ok, cô mời bạn Vi đọc lại nào. Yes, teacher. Science. Scientist. Inside. Postcard. Life. Thousand. Most, warden, trouser, tunic, dress, normally, sport, dress, have, take a shower,
hair. Ok. Thank you. Cô mời bạn Nhân nè. Yes, teacher. Science. Inside. Vodka. Left. Thousand. Moss. Water. Charger. Tunnel. Grass. Normally. Ball. Chess. Hat. Take a shower. Rồi đọc lại live chứ ly ha, live. Live. Take a shower. Take a shower. Have a shower. Have a shower. À. Rồi, nhà khoa học đọc sao nè? Science. Nhà khoa học. Scientist. Rồi, mời Quỳnh nè. Science, scientist, inside, hot cat, fly, thousand, mud, wooden, houser, chestnut, rooms, long desk, normally, shut, tear, have a shower, have a shower, touch a shower, hair. Rồi, đọc lại cho cô từ này nè. Đầu tiên là mình có từ gì? Shower nha, shower. Shower. Con thể ghi chú lại trong vở con nha, nhiều khi con ghi không đúng ha, shower. Rồi, từ này mình đọc là chess. Chess. Sport. Sport. Rồi từ này mình đọc là dress. Dress. Đọc lại ha, dress. Dress. Wooden. Wooden. Rồi, ok. Mình qua sách nha mấy bạn. Rồi, cô có cái bài số 3, cô mời mấy bạn làm cho cô bài số 3 ha. Mình sẽ những cái động từ nào, mình có cái từ động từ trong cái ngoặc này là sao thì hiện tại giờ mình sẽ đổi thành cái từ thành động từ có quy tắc ha, thêm ed hoặc là viết cái từ đó không bất quy tắc ha, bằng những cái từ bất quy tắc mà mình đã học. Rồi cái chỗ nào mà có not có nghĩa là phủ định. Rồi sao? Not by ý nghĩa là phải ghi ghi not quá by khứ thì mình hả? Ghi sao? Ừ, mình phải ghi quá khứ. Tất cả câu này đều là câu quá khứ. Not là gì? Mình sẽ ghi gì? Phủ định của thì quá khứ đó. Rồi, làm đi nè. Not là mình sẽ ghi didn't cộng cho thì hiện tại. Cả động từ thì hiện tại là thì nguyên mẫu. Rồi, làm cho cô đi ha. Xong rồi, làm cho cô tiếp luôn. Cái bài số 4 nha, cô đã cho mấy bạn từ vựng bài số 4 rồi. Bài số 4 cũng tương tự như bài số 3 ha. Mình điền những cái từ sao? Hiện tại. Những động từ thì hiện tại nào mình chuyển thành quá khứ cho cô. Những cái từ nào mà động từ bất quy tắc thì đổi thành cái từ bất quy tắc. Còn không á, thì mình thêm ed vào. Rồi, not thì mình thêm didn't cộng cho thì nguyên mẫu. Rồi, làm đi ha. Cho mấy bạn 5 phút làm bài này nhé. Bạn làm xong rồi bấm cái nút giơ tay cho cô.
Rồi mấy bạn làm xong chưa? Xong rồi bấm nút giơ tay cho cô ha. Cô ơi, em hỏi thế này cô, cái bài số 4 trong nó có từ play, cái quá khứ của nó lại nghĩa là gì cô? Em không hiểu, cô mở mic lên đi. À cô tắt mic hả? Sorry ha. Rồi cái từ play này đúng không? Vâng. Yeah. Rồi từ play này sao? Nhìn lên cái bảng trước cô cho nè. Có từ play không? Trước cô cho mấy bạn ghi có play không? Ừ theo không. Có thì có nghĩa là nó là động từ có quy tắc. Ha, không có trong động từ bất quy tắc trên đây thì ghi thêm ID nữa là xong. Rồi xong chưa mấy bạn? Xong rồi cô sửa bài nha.
Hello, xong chưa? Rồi, xong rồi cô sửa bài hết mấy bạn. Rồi, mình bật bật cam lên cho cô nè. Rồi, câu số 3 là câu số 2. Câu số 2 nào. Number 3, number 2, cô mời bạn Cao Thị Nhân. Yes, teacher. I didn't buy a postcard. I didn't buy a postcard. Ok, number 3, cô mời bạn Thảo Quỳnh. Dạ thưa cô là sao? Gì? Đọc nguyên câu ra. My sister is 6. He rents. My sister saw her friends. My sister saw her friend. Okay. Rồi, number 4. Number 4. Vi. Yes, teacher. We didn't eat our sandwiches inside. Yeah, okay. Rồi. Cái này là saw đúng không? Saw. Rồi, cái này là didn't gì con? Didn't eat. Đúng rồi, didn't eat. Ok, rồi câu số 4 nào. Bài tập số 4. Câu số 1 làm rồi ha. Rồi, cô đọc nha, câu số 1. We went to a museum to learn about the life of children 2,000 years ago. Most children then. Sao câu này? Cô mời bạn Nhân nào. Yes, teacher. Most children then didn't go. Didn't go. Rồi. Number 3. To school đúng không? Mốt đọc hết câu rồi hả? Ngừng lại nha con. Didn't go to school. Number 3 nào. Cô mời bạn Vi. Yes, teacher. And didn't learn to read. Đúng rồi, didn't learn to read. Rồi, cô mời number 4, cô mời bạn Quỳnh nào. Yeah, easy. Sao? Đọc nguyên câu ra. Đọc nguyên câu ra cho tới chữ thôi. Many children play easy game in the street and with yo-yos and good toys. Wooden toys. Wooden toys. Rồi, number 5, Nhân. Boy didn't wear trouser. Rồi mình ghi didn't wear được không con? Didn't cộng cho chữ wear hay là chữ wear? Dạ không. Ok. Khi mà mình nói phủ định là mình cộng cho nguyên mẫu nha. Didn't cộng cho từ nguyên mẫu ha. Lúc nào cũng vậy nhé. Rồi. Tiếp. Number 6. Cô mời bạn Vi. Yes, teacher. They wore short tunics like a dress. Đúng rồi. They wore. Từ này là mình ghi là từ wore ha. Quá khứ nha. Đây. Rồi, wear short tunics like a red. Cái váy ngang hông, cái váy ngắn, chùm hông ha, chùm cái hông lại, cái mông lại, như là cái đầm vậy. Ok, like a red có nghĩa sao? Giống như một cái đầm. Ok, vậy là mình dịch cho cô bài này nha. Cô mời một bạn dịch cho cô nguyên cái bài này thôi. Bạn nào dịch được? Bạn nào dịch được đâu? Cô thấy bạn Thảo Quỳnh giơ tay, bạn Thảo Quỳnh dịch đúng không? Không, cái đó nãy em giơ tay làm phân bài. Rồi, bây giờ cô mời bạn Thảo Quỳnh dịch luôn ha.
chúng ta đi trong một bảo tàng và học được từ từ em mở sách ra coi từ học được cuộc sống của trẻ con 2000 tuổi. Gần như trẻ con không đi học và không học, chúng đọc không học để đọc. Rồi dừng lại tại đây ha, để cô dịch lại cho mấy bạn nha. Rồi chúng tôi đã sao đi đến bảo tàng để học về cái cuộc sống của những đứa trẻ 2000 năm trước. Chưa? Rồi hầu hết những cái trẻ con thì ở thời đó thì sao không có đi học, không đi đến trường và không có được học hành, được chưa? Để có thể biết đọc chữ. Từ viết nè, đây không thể đọc được. Rồi, cô mời bạn tiếp theo, cô mời bạn Nhân dịch cho cô đoạn còn lại ha. Nhân dịch cho cô đoạn còn lại. Yes, teacher. Nhân à. Many children play games là sao? Chơi. Chơi một tựa game trên một con đường và những món đồ chơi gỗ. Một bạn nam không có quần, họ mặc những cái áo ngắn, thích những cái đầm. Không phải ha. Rồi cô dịch lại nha. Rồi nhiều đứa trẻ thì chơi những trò chơi trên đường với cái yo-yo ha, và những cái đồ chơi thường bằng gỗ. Rồi những cậu con trai thì sao? Mà không có mặc quần tây thời bây giờ ha, không mặc quần tây mà họ mặc cái gì? Những cái áo trùm hông như một cái đầm. Ok, đó là bài học mà hôm nay ha. Bài học ngày hôm nay mình sao học về cách nè, chia động từ thì quá khứ nè ha. Chia động từ thì quá khứ này mình dùng động từ bất quy tắc và thêm những cái động từ thêm ed, được chưa? Và khi mình dùng quá khứ ha, câu nào câu phủ định thì không ha, thì mình sẽ sao didn't cộng cho động từ nguyên mẫu. Ok, rồi bây giờ mình sẽ qua sách bài tập nhé. Em sách bài tập ra cho cô nè. Rồi, sách bài tập của mình. Rồi, làm cho cô bài 1 ha. Bài 1 người ta yêu cầu mình làm gì đây? À, nhìn vào những cái bức tranh và ghép chúng lại thành một câu. À, underline the words, gạch dưới những cái từ words nè, hoặc là were. À, những cái từ với động từ ed, được không? Rồi, ví dụ nha. Câu số 1. I normally have breakfast in the kitchen. Tôi thường có buổi ăn sáng ở trong cái ở nhà bếp, được chưa?
như nói qua cái suy này. Nhưng hôm nay, nhưng hôm qua, but yesterday I stay in bed. Nhưng hôm qua tôi đã ăn ở trong sao? Tôi đã ở lại cái giường của mình. Có nghĩa là tôi đã ăn sáng trên giường của mình. Được chưa? Ok, rồi. Đây, nhìn vào bức tranh ha. Rồi, cái trình tự bức tranh là 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À, đây là mình sẽ dựa vào bức tranh này để mình đoán được câu chuyện diễn biến tiếp theo ha. Rồi, bạn này thường ăn sáng ở nhà bếp nè, nhưng hôm nay bạn ấy sẽ ăn sáng trên giường. Rồi, tiếp theo là gì đây? 2, 3, 4, 5, 6. Có 5 câu còn lại ha. Mấy bạn sẽ tìm cho cô những cái đáp án bên đây để ghép lại nha, sao cho nó phù hợp. Ok, rồi cô cho bạn 5 phút làm. Làm xong bấm dưới tay lên cho cô. Rồi, xong chưa nào? Rồi, xong chưa? Cô sửa bài ha? Bạn Vi xong chưa?
Dạ rồi. Rồi bạn Nhân. Dạ chưa? Ok, làm tiếp đi nha. Bạn Bình xong chưa Quỳnh? Em xong rồi. Ok, rồi vậy mình sửa bài ha. Rồi câu số 2 nào, đọc lên ha. Cô yêu cầu là mình sẽ đọc lên câu số 2 xong rồi mình sẽ nói đáp án là gì. Mình đọc lên cái đáp án được chưa? A, B, C rồi đọc cái đáp án ra. Rồi câu số number 2, cô mời bạn Vy. Yes teacher, my mom usually cooks breakfast. Em chọn D. But yesterday my grandpa cooked. Rồi ok, đáp án của mình là đáp án D. Ok, chính xác, D ha. Rồi, number 3, cô mời bạn Quỳnh nào. We usually walk to school. Và đáp án E. No. Chưa chính xác nha, đọc lại đây nè. Đáp án B. Đáp án B là gì, đọc lên. But yesterday we walked it to the dog. But today, yesterday we were to the doctors. Đọc lại cho cô chữ doctors. Doctors.
Doctor nghĩa là gì mấy bạn? Bác sĩ. À, bác sĩ. Rồi, đáp án của mình là number câu number 3 là câu B. Ok, cô mời bạn Nhân làm số 4 nè. Number 4. Dear teacher, I am usually well. Em chọn câu B. Câu B này hả? À. Rồi, đâu câu B là mình chọn đáp án 3 rồi nè. Là mình không chọn nữa. À. Bốn. À, cái tiếp giờ là em chọn câu B. Câu B làm rõ. Câu B hay câu D? Câu E. Câu Y. À, câu Y nghĩa là gì, đọc lên. But yesterday I was ill. Có nghĩa là sao? Là nhưng hôm qua có bị ốm. Đúng rồi. Rồi kia mấy bạn đi cho cô ha. Chữ ill này có nghĩa là bị bệnh, bị ốm nha. Ill. À, ill. Rồi, number 5. Mời Vi nè. Yes, teacher. I usually go to school. Em chọn câu A. But yesterday we were at home all day. Ok, câu A là I usually tôi thường đến trường nhưng mà hôm qua thì chúng tôi đã ở nhà cả ngày. Rồi, ok, đáp án mình đáp án A chính xác ha. Rồi, đáp án cuối cùng là C. Đáp án gì đây mấy bạn? Tất nhiên là đáp án F rồi ha. Tại vì mấy bạn thấy gì còn có mỗi đáp án này thôi thì đó là đáp án. Rồi, F là sao chứ? Tôi thường đi ra ngoài chơi thể thao nhưng mà hôm nay tôi ở nhà chơi đánh cờ với ông của tôi. Ok, rồi đánh cờ ha, play checks. Ok, rồi mình làm tiếp câu số bài tập số 2 nhé. Right, using the past symbols. James sent me Saturday. Rồi mình cũng chia động từ giống như mấy bạn tương tự bài nãy giờ mình làm ha. Rồi mấy bạn làm cho cô bài này đi nhé. Cho bạn 5 phút làm bài này ha.
Rồi mình sửa bài ha. Rồi câu số 1 mời bạn Vi nè. À câu số 1 là câu mẫu ha. Rồi câu số 2. Vi. Yes teacher. After the game they were hungry. À đúng rồi, they were hungry. Rồi, number 3 Nhân. Nhân. Yes, teacher. Này. Đây vừa. Đây hè, đây sao? Đây hè. À, đây hết. Là từ này như thế nào, đánh vần ra nè. Hết. Ai. Hả? Đây. Hết. Ai đây. À, hết. A và G. Ok, rồi. Thiếu cô ghi ha. Rồi, cô ghi được rồi nào. À, từ hết là từ này nhé. Tiếp theo. Number 4, Quỳnh nè. Number 4, mời bạn Quỳnh. Là que. Que, que là sao? Từ này hả? Yeah. No, chưa đúng. Cô nói rồi, đây là dạng số nhiều. Cái này là were, là dạng số nhiều. Mình có trust me. Trust me, trust me thì có là một người đúng không? Tên của một bạn thì mình sẽ dùng to be là từ nào? Que. No, không phải que mà là what? Was. Thì em tưởng từ A, F, T, R đó là cũng là một người. No. Rồi, câu số 5 nào, cô mời bạn Vi. Yes, teacher. They finish. They learn. Finish. À, finish their lunch. Rồi, từ này là mình ghi sao? Thêm ED. Rồi, chính xác ha. Từ này là động từ mình thêm ED ha. Không phải là động từ bất quy tắc. Rồi, từ number 6, Nhân nè. Thêm ED. Rồi, chính xác ha. Mình thêm ED từ work. Rồi, number 7, Quỳnh. Quá khứ của từ have là từ nào? Từ quá hát. Khứ của từ have là từ nào nào? Hết. Là hết, đúng rồi. Rồi, number 8. Vi. Number 8, Vi. And wash his hair. Wash thêm ED hay là thêm động từ bất của là động từ thêm ED. Rồi chính xác ha. Number 9. Cô mời bạn Nhân. Yes teacher. Thêm ED. Đọc lên. Then we watch it. TV. Ok, để mình đọc watch bình thường nha, không có đọc watch it nha. Cô nói rồi, tận cùng là T và D thì hai đoạn, thì mình mới thêm it, đọc từ ED là it thôi ha. Bình thường những từ này đọc như bình thường cho cô. Rồi, number 10, cô mời bạn Quỳnh nè. Từ này mình thêm như nào, làm như nào? Thêm ED. Rồi, ED ha. Tidy. Rồi, y ngắn thành y dài cho cô. Ồ, y dài thành y ngắn cho cô ha. Rồi, từ như vậy. À, nhưng lưu ý cho cô khi mà mình chia động từ ha, dạng quá khứ y đi thì cái từ nào tận cùng là y dài. Mình sẽ đổi cho cô thành y ngắn. Được chưa? Và thêm y đi vào. Ok. Rồi, mấy bạn về nhà đọc lại cho cô cái bài này ha. Hôm sau mình sẽ tiếp tục lesson 3 nha. Rồi, ok, mấy bạn có câu hỏi nào không nào, có thắc mắc gì không? Dạ không. Rồi, nếu không có thắc mắc gì thì mình kết thúc buổi học hôm nay nha. Goodbye. Goodbye teacher.